Các chị thân mến Vì sao tôi lại muốn tất cả chúng ta đều có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng Đây không phải là một ý tưởng ngông cuồng Bởi vì là tôi thấy từ trải nghiệm của bản thân mình Với gần 30 năm là một nhà báo chuyên viết về kinh tế của Thông tấn xã Việt Nam Rồi trải qua rất nhiều các cung bậc của thị trường Từng là một nhà báo chuyên viết về kinh tế vĩ mô à, Cơ quan báo chí của chính phủ đó là Thông tin xã Việt Nam rồi từng gặp các bộ ngành rồi các tổng giám đốc của các tổng công ty doanh nghiệp nhà nước rồi gặp các doanh nghiệp để viết về kinh tế nói chung và bản thân tôi thì cũng là một chủ doanh nghiệp khởi động năm doanh nghiệp cá nhân mình và hai doanh nghiệp hợp tác với nhau thế rồi cũng tham gia rất nhiều những loại hình khởi động kinh doanh khác nhau từ xây dựng hệ thống rồi là đi làm chuyên viên uh, cấp cao cho các cái tập đoàn của nước ngoài và rồi sau đó à tôi vẫn thấy rằng là tại sao mình vẫn chưa kiến tạo được thành công bởi vì là mình một người rất là chăm chỉ này rất là nỗ lực này rồi cũng có nhiều hiểu biết đấy chứ bởi vì tôi cứ tự tin là với kiến thức của một nhà báo với kiến thức của một thạc sĩ báo chí được đào tạo bài bản chuyên nghiệp như vậy rồi lại theo dõi ngành kinh tế nữa rồi được tham gia các thị trường Bản thân tôi thì viết rất sâu về thị trường chứng khoán Và thị trường bất động sản Rồi ngân hàng Thế thì tại sao cuộc đời riêng cá nhân của mình Thì vẫn không kiến tạo được thành công Cũng có kiến tạo được thành công Của cái thời kỳ năm 2008 Nhưng sau đó thì đến năm 2009 Khi uh, Suy thoái kinh tế toàn cầu nổ ra Và nó tác động đến Việt Nam Đặc biệt là thị trường chứng khoán Thì tôi bị lột sạch bách tài khoản Từ đó thì tôi mới tiếp tục lao ra các cái loại hình kinh doanh khác nhau để tìm hiểu làm thế nào mình có thể vực lại được sự nghiệp của mình. Thế nhưng mà càng làm thì nó lại càng lâm vào thua lỗ và bế tắc. Và các anh chị có biết không, cho đến khi cho đến khi tôi bắt đầu tiếp cận khoa học NLP lập trình ngôn ngữ tư duy. Và tiếp cận sâu đi hết tiến trình và trở thành một trainer NLP, tức là một nhà huấn luyện đào tạo NLP chuẩn mực quốc tế của AB Hoa Kỳ. Và phải sau quá trình đào tạo chuyên sâu 4-5 năm qua, thì tất cả mọi vấn đề nó mới được rõ ràng. Hóa ra không có gì phức tạp cả. Cuộc sống này rất đơn giản. Và tôi mong các chị sẽ nghe vài cái lời chia sẻ từ trái tim tôi như sau. Để ngẫm thấy này, tất cả những gì mà với tư cách một con người có nhiều hiểu biết nhiều trải nghiệm hay với các anh chị chúng ta là doanh nhân là chủ kinh doanh mà chúng ta cảm thấy khó khăn đối với cái việc mà ta làm ấy khó khăn trong giao tiếp, khó khăn trong thương thuyết đàm phán chốt sale, khó khăn trong giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp trong công việc kinh doanh của mình khó khăn trong việc xử lý giải quyết các mối quan hệ trong gia đình thì chỉ đơn giản là trong bản thân ta chưa có đủ hiểu biết về vấn đề đó trong bản thân ta chưa có đủ công cụ kỹ thuật hiệu quả để giải quyết vấn đề đó chỉ đơn giản mỗi thế thôi các anh chị và tiếp theo này chúng ta đã nghe nhiều những nhà huấn luyện rồi các bậc giác ngộ họ chia sẻ trên nhiều video trên kênh YouTube này. Cuộc đời này chúng ta chỉ cần vận hành bản thân mình đúng với những quy luật, những nguyên tắc, những quy định của vũ trụ, quy định của thị trường là mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Sở dĩ chúng ta bị sai, chúng ta gây ra thất bại, gây ra thua lỗ, gây ra mất kết nối gây ra mâu thuẫn rồi nguy cơ phá sản hay phá sản rồi là bởi vì chúng ta đã ứng xử sai tức là chúng ta đã ứng xử ngược với những quy luật những quy định với những nguyên tắc của thị trường đơn giản mỗi thế thôi thế thì các anh chị thấy này nói như vậy thì nó khái quát khóa quá làm sao mà thế thì ẩn dưới cái đấy là gì đúng chúng ta phải hiểu ẩn dưới cái đấy là gì ẩn dưới đó đó là chúng ta chưa hiểu thấu vấn đề. Ví dụ ta mở ra một doanh nghiệp để kinh doanh. Ta mở ra một doanh nghiệp để làm thương mại. Thế rồi chúng ta gặp bế tắc. Vậy thì tại sao người khác làm được và phát triển lên quy mô lớn còn ta lại bế tắc? Là bởi vì ta không biết được cái điều mà mọi người những người thành công họ biết chỉ đơn giản mỗi như vậy thôi. Rồi trong giao tiếp, thương thuyết, đàm phán chốt sale Tại sao chúng ta ngồi với đối tác, chúng ta ngồi với khách hàng mà chúng ta lại không chốt được hợp đồng phối hợp với nhau? Chúng ta cảm thấy có vẻ gì đó không ổn. Thì chỉ đơn giản là cái mức độ hiểu biết của chúng ta, cái nền tảng hiểu biết của chúng ta, những công cụ kỹ thuật hay những cái trải nghiệm thị trường, cái lĩnh vực của chúng ta chưa có đủ đầy để ta đánh giá được vấn đề. Chưa đủ đầy đánh giá được vấn đề. Cho nên chúng ta thường mắc và sai sót là rủi ro thì ta lại cho đó là cơ hội, còn cơ hội thì ta lại cho đó là rủi ro, chỉ đơn giản là mức độ hiểu biết, khả năng năng lực của mình không đánh giá được thấu đáo vấn đề. Thế rồi, nếu ta với vai trò là một chủ doanh nghiệp, tại sao ta nhìn thấy nhiều vấn đề trong doanh nghiệp, ví dụ như là nhân viên mất động lực. Nhân viên làm với hiệu suất không cao, rồi doanh nghiệp đã triển khai rất nhiều giải pháp marketing chăm sóc khách hàng PR thương hiệu rồi Mà doanh số không tăng được Và chúng ta với tư cách là một CEO, một chủ dẫn dắt doanh nghiệp Mình cảm thấy rất đau đầu, lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, stress rồi cáu bực với chính bản thân mình Và cáu bực với tất cả xung quanh Nhưng mà nó cũng không giải quyết vấn đề gì Tại sao vậy? Bởi vì ta vẫn đang hành hành động sai ta đang tư duy sai dùng công cụ sai hành động sai và ta dẫn đến kết quả sai đơn giản bộ thế thôi cuộc sống này vô cùng dễ dàng nếu ta biết cách lĩnh vực nào công việc nào nó cũng đều có cách của nó ví dụ chẳng hạn chúng ta hãy hình dung đến một công ty xuất nhập khẩu mang hàng ra nước ngoài mang hàng vào mỹ đi chẳng hạn ví dụ như là một công ty xuất khẩu tôm xuất khẩu tôm một cái mặt hàng mặt hàng rất là nghiêm ngặt thế thì để xuất khẩu tôm được vào mặt hàng mỹ thì chúng ta sẽ cần tiêu chí này à, tôm thì nguồn gốc xuất xứ ở đâu nuôi theo công nghệ nào môi trường sinh thái nào và các cái chất nuôi tôm là gì rồi khi mà chúng ta bắt đầu chế biến thì cái dư lượng chất kháng sinh đảm bảo ở mức độ ra sao. Và sản phẩm ta xuất khẩu phải đạt được tất cả các cái tiêu chuẩn kiểm định của bên phía Việt Nam và phía Mỹ. Và chúng ta phải tuân thủ các cái nguyên tắc thủ tục của hải quan hai nước giữa Việt Nam và Mỹ. Chúng ta phải tuân thủ tất cả những gì thuộc về quy định để xuất được hàng vào Mỹ. Thế thì nếu ta tuân thủ được tất cả những cái điều kiện đó thì hàng vào Mỹ một cách dễ dàng, không chịu ách tắc đúng không nào? Còn nếu chúng ta không không tuân thủ đủ những nguyên tắc đó và sản phẩm của ta hay là các cái thủ tục của ta bị lỗi một phần nào đó trong các quy định đó thì có phải ta bị ách tắc không? Tất cả các thủ tục đấy đều công khai cho chúng ta biết. Và chúng ta chỉ cần đáp ứng thôi là mọi chuyện trở nên dễ dàng. Vậy thì mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ví dụ ta nói về mối quan hệ giữa con người và con người ví dụ mối quan hệ giữa vợ và chồng đi rõ ràng là vợ và chồng của chúng ta họ sinh ra ở một gia đình có truyền thống văn hóa khác nề nếp thói quen tư duy ứng xử khác ở miền quê khác vùng miền khác địa bàn khác điều kiện kinh tế khác thói quen sống khác mức độ hiểu biết khác thế và rồi hai người bắt đầu tìm hiểu nhau ở trường đại học hay ở một môi trường nào đó chúng ta mới gặp nhau ở một cái lớp rất mỏng là cái lớp giao tiếp ở tầng ý thức còn tất cả những thứ thuộc về giá trị thuộc về cảm xúc thuộc về niềm tin thuộc về thói quen thuộc về những cái tiêu chuẩn của cuộc sống chúng ta không hề biết và những cái thứ đó khi mà hai người làm quen gặp gỡ giao tiếp rồi thích nhau thì nó mới chỉ ở tầng ý thức còn tất cả mọi thứ đều dìm ở tầng tiềm thức. Rồi các bạn có thấy không? Các chị thấy không nào? Đến khi chúng ta trở về thì tất cả những thứ thuộc về giá trị, tiêu chuẩn, thói quen, cảm xúc, niềm tin bắt đầu mới trồi lên và mới tạo ra sự mâu thuẫn. Thì đấy là riêng cái câu chuyện là trong gia đình thôi. À chúng ta là những người mà chung lưng đấu cật với nhau để xây dựng gia đình mà chúng ta còn mâu thuẫn và không chấp nhận nhau đến mức độ đấy. Thế vậy thì quan hệ đối tác, quan hệ cổ đông, quan hệ giữa sếp và nhân viên, quan hệ giữa mình là người bán hàng và khách hàng thì sao nào? Chúng ta còn không hề biết là họ có những tiêu chuẩn gì, họ có những cái niềm tin gì, họ có những cái vấp pháp gì, mối nghi ngờ gì? và nếu chúng ta không có kỹ thuật để hiểu thấu đáo vấn đề thì làm sao ta có thể bán được hàng, làm sao ta có thể thương thuyết, đàm phán, chốt sale được? Thế còn trong vấn đề dẫn dắt doanh nghiệp, nếu chúng ta không có đầy đủ những hiểu biết, không có đầy đủ những công cụ, những kỹ thuật để hóa giải mọi vấn đề trong doanh nghiệp, ví dụ như là bán hàng, bán hàng, rồi tiếp theo là PR marketing, PR marketing, rồi tiếp theo là chăm sóc khách hàng, rồi tiếp theo là nhân sự vấn đề nhân sự, quan hệ nhân sự, vấn đề tiếp theo là tài chính. Vấn đề tiếp theo nữa là quy trình, các cái quy trình trong các từng bộ phận phòng ban của doanh nghiệp. Và vấn đề tiếp theo nữa, vấn đề thứ bảy nữa là năng lực lãnh đạo. Nếu chúng ta là người mà không có hiểu biết đủ đầy về tất cả lĩnh vực đó và không sở hữu những công cụ, những kỹ thuật đã được minh chứng là hiệu quả để khi vấn đề xảy ra ta lắp ráp vào thì làm sao ta có thể giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp của mình hay vấn đề của cái công việc kinh doanh của mình. Cho nên xin chia sẻ với anh chị chúng ta rằng tất cả mọi thứ đều có giải pháp và khoa học NLP lập trình ngôn ngữ tư duy mà tôi với tư cách là một nhà huấn luyện, một người chia sẻ, tôi không những là một trainer của NLP mà tôi còn là một trainer của hypnotherapy tức là một nhà đào tạo về thôi miên là cái tầng tiềm thức ấy, cái tầng hệ giá trị, tiêu chuẩn, thói quen, niềm tin ấy Cần phải huấn luyện, cần phải trị liệu, cần phải dỡ bỏ thế nào Để chúng ta có thể dỡ những niềm tin sai lầm Dỡ những cảm xúc sai lầm Rồi từ bỏ những thói quen gây hại trong cuộc sống chúng ta như thế nào Thì cái khoa học NLP và Hypno Tức là thôi miên kết hợp hại với nhau trở nên sức mạnh vô địch Để thay đổi hoàn toàn Để đánh thức được cái con người Từ bình thường trở nên phi thường trong chúng ta Chưa hết Tôi còn là một master của PBCA, là một chương trình huấn luyện chủ doanh nghiệp xuất sắc nhất của Bắc Mỹ. Và mong muốn rằng các anh chị sẽ dành thời gian thích đáng để tìm hiểu mọi vấn đề trong website của tôi đăng tải các công cụ, các kỹ thuật, kiến giải các hiểu biết, các nguyên lý, các nguyên nhân và kết quả tại trang web này. Và từ trái tim tôi cam kết với anh chị chúng ta rằng chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống này bất cứ vấn đề gì dù hóc búa nan giải đến đâu cũng có cách để giải quyết và một khi chúng ta đã sở hữu tất cả những công cụ kỹ thuật những hiểu biết đó rồi thì không có gì gọi là vấn đề trong cuộc sống này cả và khi sở hữu những kỹ thuật đó rồi thì không những ta bắt đầu hóa giải được mọi vấn đề trong cuộc sống gia đình nhỏ của chúng ta mà còn giúp đỡ và hóa giải được nhiều vấn đề trong đại gia đình lớn đó là gia tộc của ta từ đó ta lại tiếp tục dùng năng lực của mình giải quyết được mọi vấn đề trong doanh nghiệp của chúng ta rồi cộng đồng của chúng ta và góp cái giá trị của mình vào sự phồn thịnh của việt nam của chúng ta tôi rất khao khát cái điều này và tôi thấy rằng à, với tôi một người từ bình thường và tôi thấy rằng bây giờ mọi vấn đề trở nên vô giới hạn không có gì còn là lực cản với tôi nữa thì các anh chị chúng ta đều làm được cái việc đó cho nên đây là lý do mà tôi lấy cái slogan ở trên website riêng của cá nhân tôi là Vì sao tôi muốn tất cả chúng ta đều hạnh phúc và thịnh vượng Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể Hoàn toàn có thể Và tôi hy vọng rằng các anh chị sẽ ở lại trong web này Để đọc tất cả những kiến giải của tôi Để thấy rằng Chúng ta Bên trong con người chúng ta Đã sở hữu tất cả những cái nguồn lực để thành công rồi Và chúng ta chỉ cần những công cụ, những kỹ thuật những kiến giải để đánh thức nó lên mà thôi, để chúng ta không dùng những cái mô thức sai lầm, những cái hiểu biết sai lầm nữa mà chúng ta phải dùng những mô thức, mô thức những hiểu biết những công cụ đúng thì chúng ta sẽ tạo ra kết quả đúng. Chào mừng các anh chị đến với website Nguyễn Xuân Hương. Tôi là Master Trainer NLP thuộc AB NLP Hoa Kỳ. Và như vừa giới thiệu đó, toàn bộ những trải nghiệm cuộc đời của tôi cùng với việc tôi sở hữu những công cụ kỹ thuật để có thể giải phóng được mọi vấn đề trong cuộc sống tôi mang nó vào đây tâm huyết để chia sẻ với tất cả chúng ta và tôi mong muốn rằng cuộc đời mình cần phải để lại điều gì đó trong cuộc sống này để khi mình ra đi nó rất là viên mãn với cuộc đời này nó rất là hạnh phúc với cuộc đời này đấy mới là cái mục đích tối thượng để tôi hiện hữu trên cuộc đời này và hy vọng rằng tôi truyền tải được thông điệp truyền tải được cái cảm hứng của mình đến những anh chị nào cùng hệ giá trị thì chúng ta sẽ có cơ hội để cùng bên nhau cùng kiến tạo những điều tuyệt vời trong cuộc sống này